gì ba? Ngoài nó chưa đâu, chưa cứ là chưa có thấy được chưa mà nó chỉ kéo lum hết rồi. Là ngày nào cũng làm hết mà làm liên tục mệt lắm. Anh phải có ngày nghỉ. Tôi làm tôi cũng nghỉ đâu ba. Lấy cái chủ nhật rồi để đâu. Mệt lắm, làm mà thứ nhật không nghỉ mà làm liên tục đuối lắm. Đi ngay, nhiều khi tôi nhà bữa tôi đâu làm đâu, nhà bữa tôi cũng đi vòng vòng đi chạy này kia đi chạy gần mà. Tức là coi như là ngày nghỉ hả? Như mấy bữa ngày thường anh em làm mình coi sắp xếp việc cái đi này kia không làm. Ừ. Bữa nào mà anh chảnh thì được mình làm chạy đâu. Như ngày qua thứ bảy tôi làm đâu mẹ chạy từ Sài Gòn mình về tới xuống giữa chạy cùng luôn cái đó không là nhưng mà chạy vào đường cũng phê chứ đi. Thời gian tái tạo sức lao động. Để đây là giờ nhà mà dưới đường nổi với thầy mòn không trời nó hai cái trần chứ rồi ở Bình Dương thì ba công trình nữa mà cứ đưa công cái nào đấy nó lớn không có nhỏ mà Sài Gòn cái chín tấm cái biệt thự. Cái năm tấm đi cái biệt thự đi cái nhà ba tấm đồ má phê phê chứ nhiều mà địa điểm khác nhau nữa phê cái này cái đẹp chứ cái quan trọng là phải làm mới. Cục dây điện xem. Một lít sơn hay một ký sơn là được 6 mét vuông ha. À, dạ. Thì giờ đầu 18 lít lăn được 7 mét đó. Nếu lăn ngoài là được 2 lớp đúng không? À, rồi trong nhưng mà đại lý của Vô Tôn. Biết nào ở đây Bình Dương đoạn nào dưới Thuận An đoạn nào không? Hỏi ở đây Vô Tôn đâu nào tôi biết rồi. Hay quá. Hồi xưa lúc trước là ông Lâm là ông thiết kế cho ông Trọng. Đúng rồi. Ông là thiết kế cho ai? Cho ông Trọng. Trọng hả? Ông Phát. Trọng là bên công ty thiết kế xây dựng hả? Cũng xây dựng. À, ông Lâm là ông Lâm làm trong nước ở đây 10 năm rồi mà. À. Ông là dân xây dựng á, hồi trước ấy ra chắc cũng đi. Ông mở YouTube đó. À. Mở khoảng 10 năm nay như em tới nữa nè. À. Cái trụ sở thì giờ đang ở trong chỗ. Đây, cái đường Nguyễn Sơn chạy thẳng đó một cái. Đây là chỗ metro cũ á. Hình như anh đại lý cấp 1 hay gì á. Anh phấn đấu lên đại lý cấp 1 rồi. À, giờ anh trước tôi làm cho trọng đó. Làm cho trọng bóng cái đó.
nhà con chọn ngay chỗ ngã tư ra, gần ngã tư à, trên đó đó hả? Đã chạy chiếc Camry màu màu cà phê sữa này cũng còn thiết kế hả? Trọng thì còn là thiết kế lắm, cũng làm lửa lớn luôn á, làm đủ nhà cao tầng với nhà biệt thự. Lâm góc bánh tre mà Lâm chậu thì độ chuyên gia có 3 cái lam ở trong nhà làm đó, từ có 3 vô mà có 3 cái lam, một cái cây dựng lên là 3 cái lam á, 3 cái lam ngay rồi nè. Cái đấy là hợp trọng á, có việc thì đưa nhà mà có có đâu mấy cái gì rằng rằng ở trên trời mà có chết kéo rồi đấy, được không thiệt á, cái mỏ của nó là thiệt. Ủa không có phân cách riêng hả? Đúng không? Cái nào không thì mình phải có đủ trên giờ dần không thì có cái chéo chéo trên còn chậu thì độ quá ở trong trong cái phòng khách á là có cái ba cái miếng mà dựng thẳng là ba cái miếng nam rồi đấy, thật kiên quyết là ông má là đi ra tầng hai chậu. Nếu cái nhà người ta làm gì ta chơi cái màu gì là người ta làm ăn được, được. Đi theo sân nước, đi theo mấy anh thiết kế mà riết phục bài hết luôn hả? Vô nhà thì thấy là biết cái nhà của chồng là. Ủa sân nước là lấy đâu vậy? Ủa văn phòng của Điệp là ở Bình Dương mà, đúng không? Hay Sài Gòn? Công ty hồi đó là ông già ở Bình Dương, đường Bùi Thị Nghệ đó. À. Nhưng nhà ảnh thì ảnh là... Ủa? Ba ảnh là xây dựng trước đây luôn rồi hả? Ờ. Ồ. Ồ, khỏe, có tiếp nối rồi luôn, đỡ lắm chứ. Thời gian xây dựng có tiếp quản ngày tốt hơn chứ. Đỡ tốn công sức. Anh không phải là công nợ người xây dựng, anh là công nợ. Kế không? Anh đây gì? Công nợ gì? Chứ không phải có xây dựng, bên xây dựng là đất nước cao. Mà bên công ty quản là vẫn là xây dựng nhà, nó cho cái tiền. Ồ vậy đó hả? Ở thẳng công ty anh em phải đứng tên tiền, nhưng nó làm như vậy. Có bán như thế này, nhưng mà kiếm đó, thì anh cứ chạy công ty, nhưng mà công ty nó làm như vậy đó, không phải là xây dựng. Tức là không có lấy theo cho cái ngành nghề kinh doanh là xây dựng. Ngành nghề kinh doanh là khác. Ồ vậy đó hả? Ồ. Theo thu nhập doanh nghiệp hả? Đang sửa lót mà. Đúng không? Lót có gì đâu. Đồ lót gì vậy? Chắc
Năm cái nó dày dày trong cái phía đó, đó. Cho nó điện một cái em để cái bộ cái nó làm cá gì đó, hay là hả? Hay là mình đó thì còn làm cái gì không? Hả? Chơi mình đó thì còn làm cái gì không? Hả? Mình